lần đi sáng nay nên có khách hàng đấy không? Có Hòa đây em nói luôn, có em mua của Hòa. Chào tất cả anh em nhé. Đúng là nắng rất là to nhưng hôm nay chúng tôi đang có mặt tại vườn cây của em Thanh. Để mà có một vườn cây như này chắc chắn là phải chi ra rất là nhiều tiền. Đặc biệt là anh em chúng tôi là những người trẻ mà tiên phong cho vấn đề cải cách vườn cây, thì em Thanh cũng là một trong những người tiên phong đi trước. Mà anh em cũng đã sưu tầm về khá là nhiều những cái phôi mang phong cách đương đại. Đây một trong những khuôn viên vườn cây như này. Cây cối thì không phải là thích là buộc đâu. Mặc dù là đồng tóc dài cũng đang bàn luận ở trong kia để muốn sở hữu một vài những cái phôi trong này, nhưng mà cũng chưa xong được. Hôm nay nắng to nhé anh em nhé, thì anh em thông cảm này. Thời tiết như này thì nắng quay cũng có một chút gì đó không ưu ái cho anh em tôi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng cố gắng lên đây để cùng chia sẻ với anh em. Chắc chắn một cái video sớm nhất sẽ được Trung Môn Sai phát ở tại vườn cây của em Thanh đây, để truyền tải chắc chắn là từng tác phẩm một. Vì thực ra là cây của Thanh rất là nhiều, số lượng cây lên đến cả 100 cây nhé. Ở đây 100 cây hoàn thiện, có những tác phẩm nó rất là đẹp. Đấy, đồng thì cũng đang có ý sở hữu một vài cây ở đây, đang bàn luận ở trong. Cột đây, xanh đu như này. Cốt xì đặc, một trong những cốt xì cổ. Cây này thì mai đưa ra ngoài chúng một sai cho quay nhé. Đẹp chưa? Nhiều cây quá, nhưng mà do là ánh sáng đang là buổi trưa, buổi giữa trưa nắng, anh em tôi đang bàn luận bên kia. Những cái cốt như này anh em chơi không bao giờ lỗi hết. Phong cách hợp. Tốt quá. Đẹp chưa? Đây là một trong những cốt khá là quý. Này, không gian là một cái không gian như này chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức cũng như tiền của để mà dựng một cái không gian vườn cây như này nhé. Chia sẻ với anh em thôi. Một số anh em đang ngồi trong kia, đặc biệt cái bề đá này. Trước đó thì có hai cái sao. Cây cối thì anh em đang bên trong đang bàn luận. Đây là một cái bể đá khá là to. Bể này thì nó có bị âm một chút, nhưng mà cũng là một trong những cái bể rất là quý. Đây này anh em này, cái bể đá âm bên này. Cây nó có giá rồi, đôi khi nó rất khó. Cây cối khổ vậy. Đây anh em ơi, đây là một trong cái bể cá koi mà do chính bàn tay của em Thanh thiết kế này nhá. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu làm bể cá koi cũng như dựng hồ cá koi thì cứ liên hệ với em Thanh Bóng. Địa chỉ thì Trung Môn Sai đã cho ở trên. Đấy. Đấy. Anh em nó đã còn chưa hiểu hiện mình. Thứ nhất là nó không ra ngoài, không ra ngoài là có. Là một thứ hai là anh lấy xong anh vẫn đang để đây. Đấy. Bể cá koi cũng như hồ đây. Để thiết kế này thì chắc chắn là chỉ có những người trẻ, người ta tư duy tốt, người ta thiết kế theo phong cách đấy. Không gian vườn cây chật hẹp như này mà có một cái bể cá koi này, có cả núi này.
Đây là số điện thoại cũng như địa chỉ của chủ vườn nhé. Nếu mà anh em có gì về Nga Sơn, Thanh Hóa thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Thanh Bống, chủ nhà vườn Bảo An Bonsai, để cùng chúng tôi tham quan giao lưu nhé. Ngày nào cũng có xe ra xe vào, đặc biệt những cây mà đã được giao lưu và lên trên xe rồi để cho anh em tham khảo luôn. Kỳ này Nga Sơn cũng đang sốt cây rồi. Đấy, cây này. Đây. Không gian rất là đẹp, một trong những cái nơi mà quy tụ rất nhiều những cái phôi đẹp, phôi quý. Tất nhiên là để mà ghi hình chi tiết thì chắc chắn phải kỳ tới đây thì anh em tôi sẽ ghi hình chi tiết hơn nữa những tác phẩm này để gửi tới tất cả anh em nhé. Đây, đang chờ cuộc giao lưu trong kia. Đây, cây cối này anh em thích là phải nhích luôn cơ. Đấy, bây giờ chậm một chút là có người giao lưu rồi. Tôi thì đang thấy các anh bản rất là căng thẳng ở bên trong kia. Thực ra cây cối thì bây giờ mỗi người một tư duy, mỗi người một sở thích, nên là chung mua sai cũng chỉ đứng bên ngoài thôi. Có gì có cuộc giao dịch thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Thực ra là nắng một giờ chiều đến giờ mà chúng tôi đang đứng ngoài nắng này thì cũng cố gắng truyền tải cho anh em vì đã đến đây rồi. Những cái cây rất là đẹp, có những cây này có khả năng tiền tỷ. Sau này chung mua sai sẽ ghi hình sau nhé. Cây này thì chung mua sai sẽ ghi hình sau gửi tới tất cả anh em. Còn người ta vào người ta không lấy hay như nào đấy thì mình cũng làm án nguyện anh ạ, giống như Hòa vậy. Đây. Chứ không bây giờ hẹn với người ta mà mình như thế là mình làm ăn kiểu trò đùa. Còn không thì em phải hỏi là ông ấy anh ạ. Em phải hỏi là ông ấy thì phải là ưu tiên ra anh chứ. Đấy là cái điều rõ ràng của bán. Rồi, thôi thì mua không thích thì mà để cho ấy. Để thứ nhất là anh đầu cũng để cho anh nó tái mà tạm bảo em. Rồi bây giờ mình là anh xong mình để. Rồi đây nhá. Cây thì đồng thì đang rất thích, muốn sở hữu một cái chung những phôi trong kia. Đấy nha anh em nha, anh em đều nghe nhá, đều nghe trong rồi. Chung bonsai cũng không thể nói ấy nữa. Những cái cây mà đôi khi là anh em người ta đã có hẹn rồi, những cái cốt rất là quý. Nhưng hôm nay do ngược sáng này, chung bonsai rất là tiếc. Hôm nay cũng chỉ hẹn anh em ngày gần nhất thôi. Thực ra là với vườn cây của em Thanh thì anh em gần xa cũng đã biết rồi, thông qua một số kênh rồi. Nên là có dịp tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Còn bác nào mà thích cái bể đá này thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thanh xem có sở hữu được không. Một trong cái bể đá rất là to nhá. Đây, mét 3 này. Mét 3, mét 4, 2, 3, 4 gang. Đấy. Quá tuyệt vời cái bể đá này. Còn sót lại duy nhất tại Nga Sơn một cái bể đá như này. Trước đó thì em Thanh có 2 cái nhưng mà cũng giao đi được 1 cái rồi. Còn một cái bể này, nếu bác nào quan tâm thì muốn sở hữu cái bể đá này thì cứ alo trực tiếp đi. Đấy. Cây trực khoảnh khá đẹp. Ok. Đấy nhá, mình cũng xin được dừng video đây nhá. Hẹn là tất cả anh em ở video sau đi. Kỳ tới hứa với anh em là chúng một sai sẽ quay chi tiết hơn nữa để gửi tới tất cả anh em. Thì vì bây giờ nó là 1 giờ chiều rồi. 1 rưỡi rồi, nắng rất là to. Máy quay cũng không đáp ứng được nhu cầu của anh em nên là anh em cũng chờ xem và đừng quên ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Đó, một vườn cây như này mà để mà quay chi tiết thì chắc chắn là mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà do là nắng quá to, hôm nay không ngờ lại nắng lại to như thế. Anh em hết sức thông cảm nhé. Hẹn anh em ở video sau đi. Xin thân ái chào tạm biệt anh em và chúc anh em mua được nhiều tác phẩm đẹp. Dè ạ. Cây cối thì có rất nhiều điều khó.